Tiểu ban điều trị ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 chiều ngày 13 tháng 7 thông báo 5 ca tử vong do COVID-19 số 126 đến 130. Như vậy, trong đợt dịch thứ tư này đã có 95 bệnh nhân COVID tử vong. Ca tử vong số 126 là bệnh nhân nữ 38 tuổi, địa chỉ huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, có tiền sử suy thận mạng, chạy thận nhân tạo chu kỳ. Ca tử vong số 127 là bệnh nhân nam 39 tuổi, địa chỉ quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, có tiền sử lao phổi đã điều trị hai lần. Ca tử vong số 128, nam 61 tuổi, địa chỉ quận 8, thành phố Hồ Chí Minh, có tiền sử tăng huyết áp 10 năm nay. Ca tử vong số 129 là nữ 48 tuổi, địa chỉ huyện Thống Nhất, Đồng Nai, có tiền sử tăng huyết áp, đái tháo đường tiếp 2, béo phì. Ca tử vong số 130 là nam 55 tuổi, địa chỉ tại Lục Ngạn, Bắc Giang, tiền sử sơ gan do rượu. Như vậy, 5 ca tử vong được Bộ Y tế công bố chiều nay 13 tháng 7 đã có 3 ca ở thành phố Hồ Chí Minh.